Chào mừng các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn để cùng nhau đón xem bản tin giải trí trên kênh Knew 24h. Kênh cập nhật những tin tức nóng nhất và chính xác nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là những thông tin vừa được tổng hợp có trong bản tin ngày hôm nay. Big Hit đăng tải thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của Jin, AM và Suga BTS sau khi nhiễm Covid-19. Thông tin tích cực liên quan đến tình trạng sức khỏe của Jin, AM và Suga của BTS sau khi nhiễm Covid-19. Sau chuyến đi từ Mỹ, trong số 7 thành viên của BTS thì có đến 3 người mắc COVID-19. Vào ngày 23 tháng 12, Suga là thành viên đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính. Tiếp đến ngày 25 tháng 12, đến lượt hai thành viên là AM và Jin cũng có kết quả dương tính với COVID-19. Trên thực tế, các thành viên BTS đều đang trong kỳ nghỉ dài ngày chính thức và đều đã được tiêm vaccine cũng như thực hiện cách ly. Vì vậy, điều này không có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, các fan vẫn rất lo lắng và mong rằng Jin, AM và Suga có thể sớm bình phục sức khỏe. Và cuối cùng thì thông tin tích cực mà các fan mong đợi cũng đã đến. Vào ngày 3 tháng 1, Big Hit Music đăng tải thông báo xác nhận Suga bình phục sức khỏe sau khi nhiễm COVID-19. Nội dung thông báo như sau. Xin chào, đây là Big Hit Music. Chúng tôi muốn thông báo đến mọi người rằng thành viên BTS Suga đã hồi phục hoàn toàn sau khi nhiễm COVID-19 và thời gian cách ly của anh ấy đã kết thúc vào trưa ngày hôm nay mùng 3 tháng 1. Suga, người đã được điều trị tại nhà trong 10 ngày qua kể từ thứ 6 ngày 24 tháng 12, hiện đã có thể trở lại với các hoạt động thường ngày của mình. Suga không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào trong thời gian bị cách ly và hiện đang hồi phục sức khỏe trong thời gian nghỉ ngơi tại nhà. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ cũng như những người trong lĩnh vực y tế đang nỗ lực hết mình để vượt qua COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt sức khỏe của các nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu và luôn thận trọng tuân theo các hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp đến ngày 4 tháng 1, Big Hit Music xác nhận cả AM và Jin cũng đã bình phục sức khỏe sau khi nhiễm COVID-19. Nội dung thông báo như sau. Xin chào, đây là Big Hit Music. Chúng tôi muốn thông báo với mọi người rằng các thành viên BTS, AM và Jin đã hồi phục hoàn toàn sau COVID-19 và hoàn thành cách ly của họ đã kết thúc vào trưa ngày hôm nay mùng 4 tháng 1. AM và Jin, người đã được điều trị tại nhà trong 10 ngày qua kể từ thứ Bảy ngày 25 tháng 12, hiện đã có thể trở lại các hoạt động thường ngày của họ. Không thành viên nào xuất hiện biểu hiện triệu chứng bệnh trong quá trình cách ly của họ khi mới bắt đầu điều trị tại nhà, Dream bị sốt nhẹ nhưng sau đó đã hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của các nghệ sĩ cũng như những người trong lĩnh vực y tế đang nỗ lực hết mình để vượt qua Covid-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt sức khỏe của các nghệ sĩ lên hàng đầu và luôn thận trọng tuân theo các hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy là cả ba thành viên BTS đã hoàn toàn bình phục sau khi nhiễm COVID-19. Mong rằng tất cả các idol K-pop cũng như mọi người trong chúng ta đều sẽ thật cẩn trọng và giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn phức tạp này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KNEW 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!